mình luôn. Ừ. Không phải rồi. Mình sẽ dẫn anh em đi quan cầu gãy sông Bé nhá. Đi với thằng em Tâm Cú Gen X. nó đang ngơ ngác kìa. Đi thôi. Ngoài lên. Mình sẽ đi đường tắt. Đi đường tắt để qua huyện Phú Giáo. Ở đây là huyện Bào Bàng các bạn. Mình sẽ chạy để tắt từ huyện Bào Bàng qua huyện Phú Giáo Bình Dương, đi tới cầu gãy Phú Giáo nha. Từ ở đây chạy qua bên cầu gãy thì tầm khoảng 20 đến 25 km gì đó các bạn. Nó cũng rất là gần thôi. Đường đi thì đường này thì nó không phải là đẹp lắm, tại vì là nó ổ gà nhiều ấy. Đường mặt đường nó không được bằng phẳng lắm, đi nó hơi sóc một chút. Đây là thằng cu em Tâm, nó chơi hội xe với mình lâu rồi, cũng khá lâu rồi. Thì hôm nay rủ nó đi chơi cùng. Cầu gãy Sông Bé thì mình cũng đã từng check in một lần rồi. Lúc đó hình như là vào tháng 5, tháng 6 thì năm ngoái ấy, năm 2018 ấy. Thì mình cũng đã check in ở đó rồi, đi một mình. Mình cũng tranh thủ đi buổi trưa thôi, tại cũng gần mà. Còn năm nay thì mình sẽ đi theo thằng em. Bố này đi hụp không? Bố này đi hụp không? Sao vậy? Thay bộ bầu ô tô hay gì? Bộ số ông mà. Ủa? Vậy là do bố hả? Do bố á. Sao kỳ vậy? Nhưng mà cái này là Yoshimura đúng không? Yoshimura là nó dành nguyên cho Gredit mà. Với cái đoạn đường này thì có rất là nhiều cao su các bạn. Hai bên người ta toàn trồng cao su hết. Nên là cái cảnh đi hai bên khá đẹp. Rẽ ra đây là quốc lộ 14 các bạn. Quốc lộ 14 này thì cũng chạy từ Bình Dương, chạy qua Bình Dương và chạy qua Bình Phước. Đó, thì nó chạy qua ở đây là Phú Giáo rồi. Đây là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nó chạy qua quốc lộ 14, chạy qua huyện Phú Giáo, rồi là chạy qua Đồng Xoài, thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Đây là đường rẽ vào. Thì đường rẽ vào này, mình sẽ đi qua bên kia trước. Mình sẽ đi qua đầu bên kia trước. Ở đầu bên kia thì sẽ không có mang xe vào được đâu các bạn. Đây là cái cầu mới. Ở kia là cầu gãy. Ok, mình sẽ đi vào đầu bên này trước đi. Hai bên đầu cầu này thì người ta bán rất là nhiều bắp các bạn, bắp luộc ấy. Mình có tìm hiểu trên mạng thì có một số bài viết người ta có ghi là bắp luộc ở sông Bé này thì nó rất là ngọt và thơm. Mình cũng chưa thử ăn lần nào cả. Chắc chút nữa ghé vua mua một ít ăn thử. Đây, đó lại bán bắp đây rồi. Hình như đi vào đây sao ấy. Đúng không? Năm ngoái mình đi một lần rồi mà, giờ hơi nhớ mang máng. Ngày xưa cái đường này đi vào đây là đi vào cái cây cầu gãy này này. Cái đường này là những năm 25, 1925 tới 1975. Thì cái đường này là cái đường mà chính để lưu thông qua cái cầu này. Trong này toàn nhà đẹp không, toàn biệt thự không anh em. Bên này thì sẽ không có mang xe vào được, chỉ phải dừng xe ngoài này thôi.
bên kia mới mang xe vào được. Khám phá đầu này đi đã. Ok anh em, như vậy là sau tầm khoảng 20 phút chạy xe thì anh em chúng tôi đã đến được cái chân cầu gãy đây rồi. Đây là thằng em Tâm Cú. Hôm nay nó làm bạn đồng hành với mình. Bình thường thì tôi hay đi một mình lắm, nhưng mà hôm nay thì đổ được thằng em này nữa. Đó, thì anh em đi chung. Và đây là cái đầu cầu gãy. Đầu cầu phía bên này là đầu cầu của xã Phước Hòa của Phú Giáo. Còn đầu bên kia là đầu của xã Vĩnh Hòa. Đó thì nó ngăn con sông này ra, nó chia ra hai xã khác nhau. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem cây cầu này nó như thế nào nhá. Hiện tại thì cái cầu này người ta đã răng thép gai ở đây để hình như là không có cho xe lớn đi vào ấy. Còn người thì vẫn vào được, người ta vẫn chưa cho một khoảng để người vào. Nhưng mà người ta sẽ làm một cái thanh thép cao lên như này để xe máy cũng không đi vào được. Cái này muốn xe máy đi vào thì phải bắc một tấm ván kê từ đây qua bên kia. Còn đây là cái di tích cầu sông Bé, xã Vĩnh Hòa và Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đó, thì cái cầu này là của xã Vĩnh Hòa và Phước Hòa, hồi nãy như mình đã nói rồi đấy, nó chia ra ngăn con sông ra hai xã. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong này nhá. Đâu? Đi trước đi. Gì? Đâu? Khi gần thôi. Anh nhìn cái chỗ nó có đá rồi á. Ừ. Khi gần á. Nó kiểu nó xuống một bậc á, nó thấp hơn một chút. Mùa này là ít nước á. Bên này đi xe vô trong này luôn được luôn nè. Đây là mép cầu rồi các bạn. Kia có cái chân cầu kìa đúng không? Đây còn cái chân cầu cũ này. Cầu gãy sông Bé này thì được xây dựng vào thực dân Pháp, xây dựng vào năm 1925 các bạn. Và đến năm 1975 thì bị đế quốc Mỹ đánh sập. Đánh sập một nửa, chật chia đôi ra. Hình như đầu bên kia nó dài hơn một chút hay sao ấy. Còn ở ngoài này là cái cầu mới. Đó, cầu này thì người ta làm để lưu thông thay cho cầu cũ này, ở trên quốc lộ 14 này. À, vậy là xe này của mấy người này. Ở đây thì có mấy người đang câu cá ở đây các bạn. Đây nè. Đó. Người ta có đồn là ở cái cầu này có rất là nhiều ma. Nhìn chú thấy thế nào? Có sợ ma không? Sợ ma sống thôi. Sợ ma đầu đen thôi à? Chào mọi người nha. Anh em nhớ subscribe cho kênh của Hà Anh Tuấn nha. Thằng em giới thiệu kênh của mình. Cây cột này cũng khá to luôn. Tính ra cầu kia đó bằng cầu trong này. Hả? Tính ra cầu này kia đó bằng cầu trong này sao? Bằng cái gì? Bằng cầu trong này á. Không phải, cái này là sao? Ý là tốt không bằng á. Sao? Sao tốt không bằng? Em thấy sắt không à? Lòi sắt ra ngoài luôn. Kìa kìa, người ta cầm câu kìa Tâm. Đúng không?
người ta cắm cắm câu này. Cắm câu nhưng mà bịch rác dưới này. Phải không? Đế thì đế thôi nhưng mà kìa, nhìn mực nước kìa. Khi nào mà mực nước lên tới đó nó mới sâu. Cái trụ sắt này. Sắt khá to các bạn. Trụ sắt cần lòi ra đây. Phần dây buộc sắt bằng ống nhựa 37 đó. To phết nhờ. Hả? Ngồi vệ sinh đấy. Đúng không? Cầu gãy dành cho anh em nào muốn khám phá. Nếu mà anh em nào ở xa mà không biết cầu gãy ở đâu ấy, thì có thể đến Bình Dương và liên hệ với mình, hoặc liên hệ với thằng em Tâm Một Cú này. Nick Facebook của nó là Nguyễn Hoàng Minh Tâm. Đó thì nó sẽ dẫn anh em đi nhá. Tham quan cầu gãy. Cầu gãy này thuộc ở địa bàn của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nha anh em. Đó. Mọi người cứ tới huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương là cứ hỏi cầu gãy ở đâu là người ta sẽ chỉ cho. Bây giờ anh em mình sẽ lên xe và đi qua đầu cầu bên kia. Đầu cầu bên kia thì có thể mình mang xe vào được và mình check in chụp hình các kiểu với xe của mình thì nó sẽ đẹp hơn. Còn đầu cầu bên này thì nó sẽ không có lối để mình đưa xe vào được, chỉ có người mình đi vào được thôi. Đó. Các bạn nam vô đây nhớ dắt bạn gái theo nha. Không nếu không có bạn gái thì sao? Không có bạn gái thì của mình theo nha. Đó thì bây giờ hai anh em đi ra để lấy xe và đi qua đầu bên kia. Thì ở khu vực này thì cũng rất là nhiều người, người ta tới đây người ta còn ghi còn viết lên đây này rất là nhiều. Đó. Thì đây là toàn cảnh cây cầu gãy ở bên đầu cầu Phước Hòa. Và bây giờ mình sẽ đi vòng qua bên kia để qua đầu cầu Bình Hòa và đưa xe vào bên trong để mình chụp hình chị bên trong luôn. Ok, lên xe đi nhá. Chụp đi. Chụp trắng chưa? Cố gì vậy? Cố inox hả? Cố inox. Sao quất cố titan luôn cho đẹp. Làm cố ở đâu? Cái Lombo là Lombo thứ 5 rồi nha. Làm cố ở đâu? Thằng em này từ khi nó mua xe này nó thay 5 tới 5 Lombo luôn. Công nhận là mình vẫn tâm phục cái sự kiên trì của nó. Nó thay bô mà từ 5 con bô, xe mình từ lúc mua đến giờ thì mỗi bô này, around này thôi, tức là kết với bô này. Đi nó ấm, cực kỳ ấm. Còn Yoshimura này thì chuyên dành cho GSX, có bản full system luôn đấy. Full tầm là mấy triệu ta? 12, 13. Kỳ nhỉ, sao lại không bị hụp nhỉ, mà lần trước lại bị hụp nhỉ? Nói đi xem. Phết nhờ. Ấm nhờ. Thử ga lên nhả ra xem. Không hụp. Về nó không bị lụp bụp. Về ga nó không bị lụp bụp. Được đấy. Mà lúc lên như vậy là nó không bụp. Vậy ngon rồi. Khắc phục được là mày ăn ngon ngủ yên đấy à? Mình đang còn muốn lên mua lon Arau chính hãng 6 triệu nằm ở bên anh Hồ Phi Bin á. Bán 6 triệu hả? Là... 100% luôn. Màu đen hay là màu trắng? Màu đen. Arau màu đen á? Nó có... Không giống vậy. Nó không giống như này, nó có loại nó đẹp hơn, nhìn nó làm... Arau mà vuốt nhỏ lên to đúng không? Không phải, Arau nó cũng không đẹp, Arau nó cũng làm như này nhưng mà cái đầu nó làm khác. Ừ, nó không làm cái đầu hoa sen như này đâu. Cái đầu cái loại đó đẹp hơn. Em tính mua loại đó đó. Arau thì nó ấm lắm. Nhiều người không thích ấm thì người ta không lắm. Tính
tính thôi, chưa có tiền. À, tính vậy bô này vứt đi đâu? Lâu này chứ để nhà. Rảnh thiệt. Thanh niên là thanh niên rảnh nhất năm. Có một lô xe nằm nhà rồi. Giờ lâu này đang tính cho nằm nữa. Cái lô xe ngắn vẫn còn nhà hả? Anh tưởng là mày lên bô này xong mày cho đi cho ra đi bô EC rồi. Để có gì la làng phá làng rồi chứ. Để mai mốt lên mua phân khối lớn về xong rồi đắp bô EC lon ngắn vào cho nó. Hàng xóm đang có thiện cảm. Có một chút gì đó cho hàng xóm biết mình có về. Thôi ok, mình qua đầu bên kia đi. Mới còn hai trái bắp. Dạ, bao nhiêu tiền ạ? Một quả. Dạ. Không, để chưa lột luôn. 10.000 hả? Rồi, cảm ơn cô. Ông em tính là mượn anh lon này chạy tuần. Thử nó có bị hợp không ngoài em? Cái lon này khác lon kia mà. Cái lon này khác cái loại lon kia mà, cái loại lon kia nó làm tròn tròn lên mà nó nhỏ hơn. Cái lỗ này nhỏ hơn. Ừ, cái lỗ nhỏ hơn thì nó không bị hụt, lỗ càng to bao nhiêu càng hụt bấy nhiêu. Nhưng mà hình như nó gắn cái tiêu vô mới nhỏ rồi phải không? Để tí nữa coi thử. Thì đúng, gắn tiêu vô thì nó kín hơn. Nhưng mà nó kín hơn thì cái âm nó còn ra cái gì nữa. Gắn tiêu vô là nó sẽ kín hơi hơn và nó cái tiếng của nó nhỏ hơn. Tại vì tiêu là chỉ tiêu, người ta gọi là tiêu âm. Là tiêu bớt với cái âm thanh á. Tiêu ngoài tiêu trong gì cũng là tiêu âm hết á. Cái vòng qua này coi thì có quán nào mua nước uống. À, đây là cái đường rẽ vào cầu đầu cầu bên này nha các bạn. À, nó cách cái cầu Phước Hòa ấy, cái cầu mới ấy, tầm khoảng 100m nhá. Anh em để ý, nhiều anh em sẽ không biết đường vào chỗ này đâu. Lần đầu mình đi ấy, thì mình cũng bị lạc, hỏi mãi mới biết được cái đường này vào. Đó thì để chạy anh em vào đây. Chạy vào một đoạn nữa là tới đâu. Bây giờ là dễ lên đấy. Nó ngoài anh đi đẩy mãi mới lên được. Bậc nó cao hơn. Chạy được mà. Có anh ở khúc. Hả? Có anh ở khúc. Gần đó. Đúng không? Vô nhưng người ta không, mình không biết. Anh em thấy cái cảnh vật xung quanh đây thế nào? Rất đẹp phải không? Đó, ở đây là nguyên là rừng cao su này. Đó, đây là cái đường đi vào. Xe này là của mấy người ta câu cá ở dưới kia. Đây. Đó. Thì mình sẽ quay toàn cảnh cho anh em xem nhé. Đây là cái cầu. Cái thiết kế của cái cầu này thì cũng khá là cổ điển anh em. Nhìn theo cái thiết kế của phong cách của ngày xưa. Đó. Đây cũng khá là mát mẻ. Nó có gió ở dưới sông lên đấy. Quá tuyệt vời. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng cho những anh em nào mà mình chưa có tới đây check-in lần nào. Thì anh em có thời gian thì nên ghé đây một lần cho biết. Đó.
Nếu mà anh em lần đầu tới đây ấy, thì mình khuyên anh em là nên đi vào bên đầu cầu bên này, bên đầu cầu bên xã Vĩnh Hòa này, thì sẽ đưa được xe vào tận ở trong này. Còn cái đầu cầu bên kia ấy, thì người ta có làm ngăn bằng thép gai rồi, chỉ có người đi vào được thôi, còn xe thì không vào được. Đó thì mình có thể qua đầu cầu bên này để mình dắt xe vào trong này, mình check in luôn, rất là ok. Gì cá luôn à? Cá to hay cá nhỏ? Chả nhìn thấy gì xa quá. Để kia câu được cá. Và đi vào bên đầu cầu ở bên Vĩnh Hòa này. Đầu bên này thì có thể mang xe vào được. Và tôi có mua sẵn ở đây là một chai Pepsi, một chai Coca, nhưng mà không có thì mua chai Pepsi này luôn. Và bây giờ tôi sẽ bắn pháo bông ăn mừng 10 ca súp. Rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã ủng hộ cái kênh của mình và đã đón xem những cái video của mình. Thì mình sẽ cố gắng để làm nhiều những cái video hơn nữa để gửi đến cho anh em được thưởng thức nhiều cái nội dung thú vị hơn. Đúng cái đó luôn á. Rồi, bỏ dọc cái nắp đi. Để em xong. Bật luôn. Không phải rồi. Đúng phải. Ê, em nói anh bật luôn. Xong rồi anh lắc xong rồi anh bỏ tay ra là tự nó lên. Bây giờ vẫn còn nè. Rồi. Nó trả được bao nhiêu? Hết luôn. Vậy là chai nước của chúng tôi chỉ đang còn lại 2/3 nữa thôi. Ôi, uống thử miếng đi. Quá à, quá tuyệt vời. Hôm nay cũng là một cái dịp mình ghé lại cái cầu gãy này để mình chơi lại ở đây. Ngày xưa thì mình cũng năm ngoái thì mình cũng có đi ở đây rồi, nhưng mà đi một mình. Còn năm nay thì đặc biệt hơn là mình đi tới đây để ăn mừng 10 ca súp luôn. Nói chung là 10 ca súp thì còn rất là ít. Đó, thì tầm những cái mốc, nhưng mà đó cũng là một cái mốc quan trọng mà mình đạt được trong thời gian là rất là ngắn thôi. Kênh của mình thì thành lập cũng lâu rồi, nhưng mà trong thời gian ngắn, hình như là 2 tháng gì đó, 2 hay 3 tháng gì đó thì đã được 10k subscribe. Đó thì mình cũng cảm ơn anh chị em rất là nhiều nhá. Và bây giờ tôi lại đây để ngồi uống nước. Hồi nãy em mua những gì đây? Ok, như vậy là anh em chúng tôi đã check in xong ở chỗ cầu gãy này rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu lên xe để đi về thôi. Mới ghi được cái chữ trên này ta? Ai ghi được cái chữ trên này ta? Ghi kiểu gì? Phát. Phát gì không biết. Ở bên kia có mấy người cũng check in bên kia kìa.
Ok, như vậy là anh em chúng tôi đã check in xong ở cái cầu gãy này rồi. Và bây giờ anh em tôi sẽ lên xe đi về. Cảm ơn anh em đã theo dõi và đón xem cái video của mình. Và anh em nhớ là hãy đăng ký kênh của mình để đón xem những cái video mới nhất nhá. Ok, tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye.